Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng mình trải nghiệm cái tựa game Công Thành Chiến nha các bạn. Thì cái link của tựa game này mình sẽ để phần mô tả, các bạn có đó để tải về. Với cảnh đất nước ở thời kỳ phong kiến, thì như cái chốt truyện game thì tựa game này sẽ có cảnh đất nước ở thời kỳ phong kiến. Thì mình sẽ bỏ qua cái câu chuyện và các bạn tiến hành chọn nhân vật, tiến hành đặt tên vào game nhé bạn. Thì sẽ có 3 nhân vật khác nhau cho bạn lựa chọn. Đây là một cái tựa game với đồ họa 2D, giao diện màn hình ngang đó các bạn. Và đây thì thank you.
Mép quốc chiến đã mở ra. Mép quốc chiến là chúa công cần bố trí đội quân dùng để di chuyển và chúa công có thể tự do bày binh bố trận vào các vị trí khi chọn đội. Chúa công hãy kéo tướng vào trận. Chúa công chỉ có thể chúa công khi di chuyển qua thành chọn tiêu xe đi vận tiêu. Chúa công hãy thoát được. Chúa công chỉ được. Chúa công tiếp tục. Chúa công hãy xem lệnh bài đã mua trong shop dùng làm gì nhé. Chúa công, quốc chiến và boss.